Trong năm 2013, công ty sữa Vinamilk Việt Nam cũng đưa vào hoạt động hai nhà máy sữa với tổng vốn đầu tư lên đến trên 4.000 tỷ đồng. Đây được coi là một bước đi chiến lược của Vinamilk nhằm thực hiện mục tiêu trở thành một trong 50 doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới vào năm 2017. Và chúng tôi đã có buổi trò chuyện ngắn với bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty Vinamilk, một trong 50 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do tạp chí Forbes bình chọn, xung quanh câu chuyện về hai nhà máy này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bà, thì trong cái bối cảnh kinh tế được đánh giá là còn nhiều cái khó khăn trong năm 2013, thì cái việc mà khánh thành và đưa vào hoạt động trong năm nay hai cái siêu nhà máy này thì theo bà đánh giá là mình có quá mạo hiểm hay không ạ? Chúng tôi nghĩ là không mạo hiểm, tại vì tất cả nó đã theo cái chiến lược và kế hoạch 5 năm. Và thực sự Vinamilk nhà máy này là nhà máy thứ 12, thì những cái nhà máy kia là đã hết công suất rồi. Nói chung bao giờ chúng tôi cũng tính trước là từ 3 đến 5 năm. Có nghĩa là mình theo nhu cầu, rồi theo cái tốc độ tăng trưởng của mình, và để mình đầu tư đón đầu. Khi mà cái nhu cầu của các nhà máy hiện hữu nó hết, thì nhà máy năng lực mới đi vào hoạt động, để mình không bị gián đoạn cái năng lực sản xuất. Nên nó cũng đảm bảo cho cái tính bền vững của Vinamilk. Cho nên là từ trước đến giờ là chúng ta sẽ không thấy là Vinamilk thiếu hàng. Thì với cái kế hoạch truyền thông trước khi mà đưa vào hoạt động hai nhà máy này thì thấy rõ là Vinamilk muốn đẩy mạnh cái việc xuất khẩu. Thì cái nguyên nhân có phải có cái ý kiến cho là cái nguyên nhân là do cái thị phần trong nước mình khó phát triển hơn nữa, tại vì hiện nay Vinamilk đang ở cái vị thế là đã dẫn đầu rồi. Thì theo bà nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Không, chúng tôi lại không nghĩ như vậy, tại vì cái sữa bột ấy thì là chúng tôi hiện chiếm khoảng 30% về lượng. Thì như vậy 70% là vẫn còn cái thị phần đó mình vẫn còn có thể tham gia vào được. Chưa kể là cái nhu cầu nó còn tăng lên nữa. Tại vì mỗi một năm là 1,1 triệu trẻ em ra đời, cái nhu cầu sữa cho trẻ em là cũng vẫn còn là rất lớn. Thế cho nên là chúng tôi đi là hai chân, vừa phát triển cái nội địa mà cũng vừa phát triển xuất khẩu. Thế cho nên cái cơ hội để chúng tôi lấy thêm thị phần trong nước là rất lớn. Tôi còn một cái băn khoăn, đó là với cái công suất sản xuất nó khổng lồ như hai cái nhà máy được sản xuất này, thì cái lượng nguyên liệu trong khi đó thì chỉ mới đáp ứng được 25% nhu cầu sản xuất trong nước. Thì liệu là cái nguồn nguyên liệu cho cái nhà máy của mình có bị thiếu hụt hay không ạ? Nói chung là cái nguyên liệu sữa tươi trong nước của bà con nông dân thì nó đáp ứng những cái mặt hàng như là sữa tươi 100%, sữa chua 100%, kem. Và còn những cái sản phẩm đặc thù, thí dụ như là sữa đặc có đường là chúng ta nhập nguyên liệu, thí dụ chúng tôi nhập nguyên liệu từ New Zealand, hoặc là sữa bột cho trẻ em nó cũng rất là đặc thù, thì là chúng ta cũng phải nhập nguyên liệu. Chúng tôi cũng nhập nguyên liệu từ Mỹ và từ New Zealand hoặc từ Úc. Quan trọng là chúng ta có cái đầu ra đã, và cái đảm bảo cho tới khoảng năm 2020 thì tăng lên từ 30-35% tự túc, và cho tới 2025 thì khoảng là 40-45%. Cái định hướng của bà rất là quyết đoán và có một cái tầm nhìn rất là xa. Thì có phải đây là một trong những cái yếu tố để giúp cho bà giữ vững cái danh hiệu là một trong những cái người phụ nữ quyền lực nhất châu Á trong 2 năm vừa qua hay không ạ? Cái danh hiệu thì do báo chí bình bầu thì cũng dựa chủ yếu là cái kết quả sản xuất kinh doanh của Vinamilk. Thì đúng là cái Vinamilk hiện nay là phát triển là chúng tôi cũng như nói ban đầu là chúng tôi theo một cái chiến lược rất rõ ràng và có phân tích rất là kỹ để mình biết là mình đang đứng ở đâu và mình cần cải tiến cái gì để mà mình cải thiện. Thế và nếu thực sự là cơ hội nó cũng có, nhưng mà nếu mà chúng ta không biết nắm bắt thì chúng ta vượt mất cơ hội. Mà cái thành công của Vinamilk ở đây tôi nghĩ là một cái cơ bản là chúng ta nắm được cơ hội. Và khi mà đã cơ hội có thì là cái thành tích nó đến rất nhanh và nó nhân rất nhanh. Khi mà chúng ta vượt cơ hội đi thì nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn bà.